VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Tập 37. Vào đây xem đi. Nào, xem thoải mái. Ở đây như nhà trẻ ấy nhỉ. Nào. Đào, uống ít nước ô mai. Uống ít nước ô mai đi. Cảm ơn. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi thoải mái đi. Bà, ở đây có bao nhiêu người ở à? 6 người già, 2 ông, 4 bà. Đều là người thân à? Không phải. Như chúng tôi gọi là đoàn kết dưỡng lão. Con cái đều không ở bên cạnh, hoặc là không có thời gian chăm sóc. Sống một mình, không nói đâu xa, ăn uống cũng phiền phức. Lượng cơm canh cho một người nấu thế nào? Nấu một bữa thì phải ăn cơm thừa canh cặn suốt 2 ngày. Cho nên 6 người chúng tôi tầm tầm tuổi nhau, vẫn còn có khả năng chăm lo cho mình. Tình hình kinh tế cũng vẫn chấp nhận được. Bèn đoàn kết với nhau, còn cùng nhau viết một hiệp nghị đoàn kết dưỡng lão, lập hội chung sống với nhau. Nghe cũng được nhỉ. Vậy cháu nói nhiều một chút. Mọi người đã đoàn kết dưỡng lão rồi, sao còn muốn đến viện dưỡng lão à? Lão Trương, ông đừng lấy nhầm cốc đấy. Mới lấy nhầm có một lần thôi mà. Giống dĩ tôi chỉ có ý tốt, muốn để mọi người để chung cốc ở một nơi, như vậy có thể tạo ra bầu không khí sinh hoạt tập thể. Nhưng mà sinh sống tập thể không dễ dàng gì hết. Có người sẽ không giữ quy tắc. Cứ đến những ngày trời nóng là còn không mặc cả áo ba lỗ, chỉ mặc một cái quần lót, ngồi trong phòng khách xem tivi, không hề nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi. Phải, đi chợ cũng vậy. Tối nào chúng tôi cũng trích ra 100 tệ. Ai cần đi chợ thì người đó cầm đi. Mua xong thì ghi sổ. Nhưng ghi sổ, sổ làm sao? Hai người lại định đổ quan tôi bọn rút tiền hả? Còn nói ngay trước mặt người ngoài. Có 2 lần tôi chỉ ghi nhầm giá. Họ bèn đổ quan cho tôi bọn rút. Tôi không có, chỉ là già thôi. Sao lại bị họ coi là trộm chứ? Sao lại bị coi là trộm? Xin lỗi, để cho hai người chê cười rồi. Một đám người lạ sống chung dưới một mái nhà với nhau, không có mâu thuẫn, nghi kỵ gì thì mới là lạ đó. Hai người xem, phía đó cũng lập hội dưỡng lão đó. Họ thì đoàn kết hơn chúng tôi nhiều. Vậy bà có thể chuyển tới đó, thay đổi môi trường mà. Ở chỗ của chúng tôi, ra ngoài còn được thanh tĩnh một chút. Nếu mà qua đó là phải quen với việc ngồi tù. Hôm nay cảm ơn bà nhé. Không có gì đâu. Bà mau về đi. Cảm ơn bà. Làm gì? Xem tí. Nhanh lên. Còn nói sức khỏe tốt lắm, còn chẳng bằng tôi. Hay cô làm đi. Đàn ông đàn an, thế mà cũng mở mồm ra nói được. Đàn ông đàn ăn cái gì kỳ vậy? Cái cầu thang này tôi leo còn mệt. Nói gì đến mấy bà già đó. Cô phải đập. Họ không nghe thấy đâu. Cô tìm ai? Cháu, chúng cháu là trang phục vụ trong khu, lại đến trao tặng tình thương hả? Mời mời, xin mời. Mang quà đúng đắn chưa? Cứ xem tự nhiên nhé. Xem tự nhiên đi. Xem chứng khoán à? Chưa động vào máy tính của tôi chứ?
Không ạ, không ạ. Ông à, ông làm ngành tin học phải không? Còn hai cái lận là đấu địa chủ. Đấu địa chủ cũng phải dùng hai cái máy à? Một chiếc là để chơi bài bình thường, còn chiếc này là để xem trộm của đối thủ. Đó gọi là đánh trận không ngại lừa dối đấy. Có hiểu hay không? Dạ hiểu. Nói chơi thôi mà. Cậu nhóc này, làm phiền cậu chạy giúp tôi ra siêu thị ở cửa khu một tí, giúp tôi mua một bao gạo 5 cân với một chai dầu lạc 5 lít. Cậu nhóc, nào, đi. Cậu nhóc nên rèn luyện sức khỏe rồi, đừng có thở hồng hộc nữa, đi. Cậu nhóc này khá đấy, dân chắc cũng thấy thế, ai cũng nói như vậy hết. Nào, cô xem, đây đều là hoa tôi trồng đấy, đẹp phải không? Dạ đẹp. Cái ông cô vừa thấy chơi đấu địa chủ bị nghiện nét rồi, đấu từ sáng tới tối. Cái bà mê chứng khoán đó ngày nào cũng xem phân tích cổ phiếu rồi giảng giải chứng khoán gì đó, xem xong là lại gọi điện cho con gái. Cái đó liên quan gì đến việc gọi cho con gái à? Con gái bảy sống ở xa, mê chứng khoán lắm. Bảy học chứng khoán chính là để có tiếng nói chung với con gái đó. Những lúc gọi điện có thể nói chuyện thêm một lúc nữa. Nghe nói con gái của bảy nói chuyện lâu lắm. Vậy con ba, cuộc đời của tôi chỉ thích chăm chút hoa cỏ mà thôi. Ngày ngày chụp ảnh cho chúng. Đừng có cười tôi. Tôi còn biết đăng lên WeChat. Vậy mọi người bao lâu mới xuống nhà một lần? Hả ba? Nếu đã không tiện thì tại sao không chuyển xuống thấp một chút? Lúc còn trẻ thì cũng chẳng thấy gì, ngày ngày leo lên cầu thang cũng coi như rèn luyện. Thật sự không ngờ, tại sao lại nói là già chứ? Bỗng có một ngày không leo nổi nữa, rồi chuyển nhà, không chuyển nổi nữa, cũng quen rồi. Con người già rồi là phải học cách làm quen. Tại sao chị lại ở đây? Thấy hơi nhớ nhà thôi, cho nên lên đây một lát. Đúng là hiếm lạ. Nghe thấy chị nói nhớ nhà, suốt bấy lâu nay chị cũng rất ít khi đề cập đến gia đình của mình. Chẳng có gì để nói hết. Nhà chúng tôi mở quán trà ở trong trấn thôi. Trong trấn cũng có một cái cây già, cũng như cái cây ở chỗ của chúng ta vậy đó. Bố tôi nói năm xưa ông ấy mở quán trà, cái cây đã sẵn đó rồi. Bố mẹ của tôi quen nhau ở quán trà luôn. Hồi đó mẹ của tôi thường xuyên đến quán trà uống trà. Bảy thấy chủ tiệm này vừa đẹp trai vừa tháo vát, và quan trọng nhất là bảy nghĩ ông chủ nhất định phải lắm tiền nhiều của. Bảy nghĩ nếu được làm bà chủ rồi thì thế nào cũng được hưởng phúc cả đời, cho nên đã chủ động theo đuổi bố tôi. Kết quả là bị bố tôi bẫy suốt mấy mươi năm. Khi nào cô tới chỗ của tôi chơi, thế nào cũng thấy mình rất là thượng đẳng. Tại sao vậy? Bởi vì mẹ của tôi có địa vị cao đó. Khu vực nhỏ đó rất coi trọng địa vị. Người già hơn 80 tuổi mà còn gọi mẹ tôi là bà cô, cho nên cũng gọi tôi là dì Tuệ. Quán trà nhà tôi đã không còn là quán trà theo nghĩa đen nữa. Mỗi ngày mở cửa vào mấy giờ? Mấy giờ thì đun ấm nước đầu tiên, lúc giao mùa nhập loại trà mới gì, tăng thêm những món điểm tâm gì, là người già trong trấn còn rõ hơn cả mẹ tôi nữa. Cho nên ngày ngày tất cả bọn họ cứ canh giờ mà đến, canh giờ mà đi. Nếu gặp phải trời mưa thì họ sẽ trú mưa dưới mái nhà trước quán, ngắm nhìn hạt mưa tạt xuống hõm đá dưới đất, ngắm nhìn hết cả một ngày.
Ban ngày tôi cũng đã đi thăm mấy người già lập hội sưởi ấm. Tôi nghĩ bọn họ cũng có thể ngắm mưa rơi suốt cả ngày. Phải rồi đó, bây giờ họ đều là những người cô đơn. Ngôi nhà của mặt trời nhỏ quá, không giúp được từng đấy người. Cô đã làm tốt lắm rồi, còn tốt hơn cả bà nội cô nữa. Thật đấy. Bà, cháu mang riêng cho bà đấy. Cái này tốt quá, tốt hơn biếu hoa quả, biếu sữa nữa. Cái này bán ở tiệm hoa ngay trước cửa khu, bà nên cùng cháu đi xem. Trong đó có nhiều loại lắm. Có chuông rồi là sau này không phải gõ cửa nữa. Đúng là có chuông, không gõ cửa nữa. Cậu nhóc à, loại gạo cậu mua lần trước ngon lắm đó. Ngon phải không? Làm phiền cậu hôm nay mua giúp tôi 2 bao 10 cân, mang lên đây có được không? Cô chủ. Dạ được, không thành vấn đề mà. Đúng không? Chịu khó theo ông học cách pha trà sẽ có ích cho cháu sau này đấy. Cháu đừng có trà là phải rót ít, không được rót đầy đâu. Nào nào, mời mời. Nào nào, cầm lên đi. Nào, vì trà ngon của tôi cùng một ly. Được được. Thơm thật đó. Ngôi nhà của mặt trời này cái gì cũng tốt. Nếu bà có thêm dân số thì lại càng đông vui hơn. Sao ông vẫn canh cánh về bà cụ vậy? Bà cụ cái gì? Ông đang chỉ người trẻ đó. Chúng ta tiêu quá không nổi đâu. Cháu và tiểu muội không còn nhỏ nữa rồi, mau mau giải quyết việc chính đi. Tụi cháu còn trẻ mà, thanh niên bây giờ không thích bị nghe dục cưới đâu. Thấy chưa? Thì chẳng phải coi cậu ấy như con của mình sao? Coi là con của mình lại càng không thích nghe. Cậu thích nghe hay không thì sốt ruột đó. Các bậc cha mẹ thời nay có ai mà không sốt sắng cho con cái? Nhưng mà ông xem con cái có người nào chịu nghe lời bố mẹ đâu, đúng hay không? Ừ hay thế, bố của cậu ấy cũng không dục, không đoái hoài gì sao? Ông có dục có lo cũng được ích gì chứ? Quá tham sản, tôi tìm anh mãi, anh chạy tới đây làm gì chứ? Trà ông pha đi, có việc quan trọng. Việc quan trọng là trên hết, nhưng mà phải làm cho sớm. Việc quan trọng gì mà ông bảo người ta làm lẹ chứ? Ông biết chuyện gì hả? Già đến lẩm cẩm rồi phải không? Cái gì? Lão Hầu, ông đúng là một ông lão già không nghiêm chỉnh. Không có ai chứ? Vậy thì ở đây đi. Ở đây không hay lắm đâu nhỉ. Được rồi. Anh làm gì đấy? Tôi nói chuyện quan trọng với anh mà. Chị Tuệ đòi xin thôi việc. Tôi sai rồi.
Sai chỗ nào? Diễn vậy hơi giả tạo, cho nên phải nén giờ trong một chút. Nói chuyện nghiêm túc đi. Tôi bất hiếu có ba điều. Lớn nhất là không con nối dõi. Ngôi tuệ tôi đã ngoài 30, vừa không thể báo hiếu trước giường, vừa không thể giúp chồng dạy con. Cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định từ chức. Nè, cái này nhìn là biết không phải chị Tuệ viết. Tôi cũng thấy là không giống. Nhưng mà rớt từ người chị ấy xuống mà. Cô nhìn thấy gì? Tôi tận mắt nhìn thấy. Chị ấy cũng không phải là người ngoài. Hay là hỏi xem. Tôi không có dám. Anh đi với tôi đi. Chị Tuệ, bị rớt đồ à? Chỉ rớt một tờ giấy, cũng chẳng có gì to tát đâu. Cái này không phải chị viết phải không? Gửi từ quê lên. Mẹ của tôi 5 lần 7 lượt dục tôi về nhà. Tôi cũng làm ngơ. Lần này gửi cả thư xin thôi việc tới đây. Không sao thì tốt. Vậy chúng tôi về trước nha. Tiểu Muội à, đúng lúc tôi có chuyện này muốn bàn với cô đây. Có lẽ lần này tôi phải về nhà một chuyến. Có phải gia đình chị có chuyện gì không? Mẹ của tôi bị bệnh rồi. Có vẻ là bị bệnh rất nặng nữa. Tôi phải về nhà một chuyến. Viện trưởng Ngô tự tay cắt tóc cho ông ấy, cắt quả đầu dưa hấu. Các chồng mấy quả đầu âm dương. Viện trưởng Ngô, đầu dưa phải thế này, càng ngày càng trẻ ra. Trẻ ra đó. Tôi đẹp trai không? Ách quá đi. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Mọi người xem, cháu chỉ đi có vài ngày thôi. Có cần mọi người ra tiễn cháu hay không? Viện trưởng Ngô, cô về sớm nha. Cho tôi gửi lời hỏi thăm mẹ của cô. Mọi người yên tâm đi, mọi người bảo trọng nhé. Ừ, gửi lời hỏi thăm mẹ cô. Tạm biệt, yên tâm đi. Mọi người mau về sớm nha. Vâng. Sao cô lại tới đây? Tôi chở chị. Cảm ơn cô nhé. Đường xa như vậy còn có công chở tôi đi. Cái xe của tôi ai cũng từng ngồi rồi. Chỉ mỗi mình chị là chưa thôi. Làm tài xế cho chị một lần cũng đáng mà. Tôi chỉ thương cô mất công đi một chuyến. Tính mẹ của tôi cố chấp lắm. Vậy bản thân của chị nghĩ thế nào chứ? Tôi hả? Tôi chưa nghĩ. Đó là cuộc đời của chị mà. Sao có thể không nghĩ được? Có thể vì cuộc đời của tôi suôn sẻ quá, tới mức không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Lúc chị còn nhỏ, chắc cũng thuộc tuýp con ngoan đúng không? Ở nhà thì được người lớn quý, ở trường thì được thầy cô quý, là kiểu con nhà người ta. Sao mà cô biết vậy? Thì nhìn chị là biết rồi. Chị xem trong viện này có ai mà chị không lo? Ngày trước thì là bà tôi, bây giờ là tôi, các ông các bà, rồi nhân viên, đến cả quá tam sản. Lúc nào cũng hồn nhiên vô tư, chị cũng phải lo nghĩ cho anh đấy.
thì đó là phạm vi công việc của tôi mà. Hy sinh cái tôi nhỏ, làm nên cái tôi lớn. Vậy đã đến lúc lo nghĩ cho cái tôi nhỏ rồi. Nếu như tôi chỉ nói nếu như thôi, nếu như tôi quyết định ở lại quê thì sao? Thì tôi cũng ủng hộ chị mà. Thật à? Trước giờ vẫn luôn là chị ủng hộ tôi. Đến phiên tôi ủng hộ cho chị rồi. Có phải cô mong tôi đi từ lâu lắm rồi hay không? Tôi dừng xe đấy. Sắp đến rồi nhỉ? Ở ngay phía trước, đi thẳng rẽ trái là tới. Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, dì Tuệ về rồi à? Chào mọi người. Dì Tuệ về rồi à? Dì Tuệ à, về rồi sao? Về rồi. Ông vẫn mình bận quá. Giờ phút trời ban. Bé này, xách đồ ra sau đi. Nói chuyện với ai đấy? Đây là sếp của tôi, viện trưởng Diệp. Viện trưởng à? Được rồi, ông mau ngồi xuống uống trà đi. Được rồi, chào viện trưởng. Mọi người cứ ngồi đi, cô uống trà đi, trò chuyện một chút. Mọi người đều sợ chị thế sao? Vai vế của tôi cao mà. Đúng là mở rộng tầm mắt nha. Ở viện dưỡng lão còn chưa thấy chị nói năng như vậy bao giờ. Như vậy đó là gì chứ? Cô chưa gặp mẹ tôi thôi. Bảy dặm cho một cái là đất động núi lay. Vậy tôi có được ngang hàng với chị không? Tôi e là em gái chị đó. Cô nhóc đừng bắt quan làm họ chứ. Cô không có trong gia phả, không giới được. Tiểu Hổ, mẹ tôi đâu? Bà lớn đi gánh nước rồi. Chẳng phải bà ấy đang bị bệnh sao? Tính của bà lớn, dì thừa biết còn gì. Ai mà khuyên nổi. Vừa đỡ một cái đã lại lao vào làm rồi. Chẳng phải chỗ chúng ta đã dùng nước máy lâu rồi sao? Bà lớn cầu kỳ lắm. Bà nói dùng nước máy pha trà sẽ không ngon. Ngày nào cũng kiên trì lên núi gánh nước suối về. Mẹ, mẹ về rồi sao? Nào nào nào, để con. Mẹ. Mẹ à, bà lớn về rồi à? Mẹ. Nào, thêm ít nước sôi đi. Nào nào, dì Tuệ, dì gầy đi rồi. Gầy đi rồi phải không? Gầy càng khỏe. Cứ để tôi tự làm là được rồi. Cô đi nghỉ một lát đi. Xem như tôi trải nghiệm cuộc sống thôi. Thêm ít nước sôi nhé. Cảm ơn dì Tuệ, cảm ơn. Mọi người đi thông thả. Chị Tuệ à, về hết rồi, chị nghỉ ngơi một lát đi. Đói rồi phải không? Chị đừng lo cho người ta nữa, tất bật suốt cả ngày rồi. Uống trà đi. Ra thật rồi à? Tối nay phải ngủ trong phòng trà rồi. Chị xem, sao phải khổ thế? Gọi chị đi rõ xa về. Về đây rồi là chẳng thèm ra đến một lần. Hai hàng lông mày cong cong tựa lá liễu. Cặp mày lá liễu cùng cây trăm kim tước. Trăm kim tước vô tình sa vào vòng tay anh, khiến anh e thẹn nhìn về phía tôi. Cô à, Tiểu Tuệ, mẹ thấy con càng ngày càng bướng bỉnh rồi. Nhà có phòng hẳn hoi, sao lại ngủ ở đây chứ? Là mẹ không cho con vào nhà mà. Mẹ chốt cửa hay khóa cửa, con không biết đường tự đẩy ra hay sao? Tóm lại là mẹ lúc nào cũng đúng. Được rồi, sửa soạn một chút, về phòng ngủ đi. Tụi con ngủ ở đây tốt mà. Người ta đi rõ xa tới tận đây, vất vả như vậy, con đãi khách như vậy hay sao? Phải đấy, tôi lạnh gần chết rồi. Chị Tuệ à, về phòng ngủ đi.
Mẹ, sao mẹ dậy sớm quá vậy mẹ? Mau đưa cho con, đưa cho con. Cẩn thận nóng đó. Bánh bao, bàn thầu hấp hết rồi. Để trên bàn trong phòng rồi. Không phải, mẹ đi nghỉ chút đi. Mấy việc này cứ để con làm cho. Gọi bạn con ra ăn đi. Mẹ, cháu chào cô ạ. Dậy rồi à, đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. 5 giờ, dù tôi có dậy rồi, dạ dày của tôi vẫn chưa tỉnh. Được rồi, mau mau, đi thôi. Chị Tuệ này, nhà chị ăn sáng toàn thịnh soạn thế này hả? Vừa rồi cô còn bảo không muốn ăn mà. Nhìn thấy nhiều đồ ăn thế này còn chán ăn nổi hay sao? Nếu tôi mà là chị là tôi chẳng thèm về nữa. Tiểu Diệp Tử, cô thích nghe cháu nói câu này lắm. Nếu mà cháu không đi nữa, ngày nào cô cũng nấu món ngon như vậy cho cháu. Vâng, cháu cảm ơn cô. Không như một số người, ngày nào cô cũng nấu cả bàn thức ăn ngon, phục vụ tận răng. Không biết cảm ơn cô, cũng không thèm về nữa. Con về đây làm gì? Ngày nào cũng nghe mẹ càm ràm mấy câu đó. Mẹ à, con đi làm việc mà, không phải đi kiếm người yêu đâu. Con thấy mình bé bỏng lắm hay sao? Tương lai con không gả đi đâu được, con tự đi mà chịu. Đúng không, Tiểu Diệp Tử? Không phải, bây giờ con sống một mình vẫn tốt mà. Tốt sao? Tiểu Diệp Tử này, cô thấy là công việc của hai đứa con có vấn đề. Cháu xem, ngày nào cũng vây quanh mấy người già, chẳng gặp được người trẻ, đi đâu mà kiếm được người yêu? Đi đâu mà kết hôn chứ? Đúng không? Con phải đổi công việc khác. Được rồi, mẹ đừng nói nữa mà. Con nói mẹ nghe, lần này con về là vì tưởng mẹ bệnh nặng. Con thấy mẹ đang khỏe lắm mà, chẳng bị gì hết. Chúng con chuẩn bị về rồi. Không được, mẹ nói cho con biết. Mẹ đã nhờ người tìm cho con mấy người trẻ, cho con xem mắt rồi. Con phải xem mắt xong mới được về. Con xem mắt gì chứ? Con và mấy người lạ kia có gì để nói với nhau? Con vẫn thấy mình trẻ trung lắm hay sao? Kén cá chọn canh, người ta không kén con là tốt lắm rồi. Con có phải lá úa ngoài chợ đâu, mà để cho họ chọn tới chọn lui. Con, mẹ, từ từ thôi mẹ. Cô, từ thôi cô. Đừng cuốn, mẹ bị huyết áp cao, kích động như vậy làm gì? Không sao chứ. Con còn biết mẹ của con bị huyết áp cao hay sao? Con không chọc tức mẹ là tốt rồi. Con không nên về đây mà. Không nhìn thấy con, mẹ cũng không tới mức phải giận. Con là con gái của mẹ. Mẹ không nhìn thấy con, nhưng mà trong lòng của mẹ canh cánh về con. Mấy chuyện đó con cũng không hiểu à? Mấy chuyện đó chị cũng không hiểu hay sao? Thiệt tình à? Cô nói đi thì chị cứ đi đi, có thể làm sao chứ? Được rồi, con đi là được chứ gì. Con đi. Cô ơi, dễ đi mà. Con đi. Cô xem mẹ của tôi chỉ vì chuyện này mà lừa tôi về đây. Tôi đã bảo mà, rõ ràng bà ấy khỏe như thế, làm sao tự dưng đổ bệnh được. Chẳng qua chị thấy bà ấy đang khỏe mạnh nên mới nói như vậy thôi. Lúc trước chẳng biết ai cuốn phát khóc nữa. Alo, chờ chút, chờ một chút. Tam sản à, bao giờ hai người mới về? Ở đây loạn hết cả lên rồi. Thế tôi cần để anh làm gì? Chị Tuệ là đại tổng quản, công việc bàn giao không phải một hai ngày là xong được đâu. Tôi mặc kệ, đó là chuyện của anh. Tôi... Tam sản, ở này, đừng vội, từ người một thôi. Cái gì đây? Đồ vô tích sự mà. Tôi sẽ tranh thủ đi gặp mấy lão kia, ứng phó cho xong là chúng ta có thể về rồi. Đừng có ứng phó chứ, đây là chuyện lớn cả đời chị mà. Tên quái Tam Sản này, chị còn không rõ hay sao? Chỉ thích kêu ca thôi, không có sao đâu. Kiểu xem mắt này thì được ít gì chứ, môi trường quen biết đâu có như nhau, không nói chuyện nổi đâu. Tôi nói cho chị nghe, chị nhất định phải thật nghiêm túc. Kẻo đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì là mẹ của chị sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu của tôi đấy. Có phải mẹ của tôi đã nói gì với cô hay không? Trời ơi, bà ấy thiệt tình à. Sao dám đe dọa cả người của tôi nữa? Không đe dọa đâu, chỉ là dặn dò một chút. Hy vọng chị hãy coi đây là một chuyện lớn, nghiêm túc một chút thôi. Tiểu Tuệ. Ngô Dân, cô về từ lúc nào thế? Đây là bạn học của tôi, tình đầu. Đừng nói linh tinh. Tôi thành tình đầu của anh hồi nào? Cô là mối tình đầu của tôi mà. Tôi có nói linh tinh đâu. Hồi đó cô chỉ mãi học hành, làm gì để tâm đến tôi. Lúc nhỏ thì biết cái gì, đồ dớ dẫn thôi. Tôi nghiêm túc đấy. Hai người đi đâu thế? Tôi chỉ về nhà thăm nhà thôi. Chẳng phải mẹ của tôi bị ốm rồi hay sao? Nhà cô ở phía đó cơ mà. Mẹ tôi có hẹn mấy người, cứ bắt tôi đi gặp thôi. Xem mắt à?
Bây giờ ông của tôi ngày nào cũng ép tôi xem mắt. Bây giờ tôi còn không dám về nhà nữa. Anh chưa kết hôn luôn hay sao? Thế nào là vẫn chưa kết hôn? Mấy chuyện này chúng ta không thể tạm bợ được đâu. Lời xưa nói rất hay, từng qua biển lớn không gì nước, phải không? Tôi là tôi thích cái kiểu anh trai nói năng thẳng thắn, còn đẹp trai thế này, khá đấy. Vậy hai người cứ bận việc đi, không nói với hai người nữa nha. Tối nay mở tiệc đón tiếp hai người. Được thôi, được thôi. Liên lạc qua WeChat nhé. Thanh mai trúc mã, còn là tình đầu nữa, đẹp trai như vậy. Trái tim thiếu nữ của lão phu, trời ơi là trời. Cô thôi đi. Cô có biết ông anh ấy là ai không? Ai cơ? Tiểu hổ. Mẹ ơi, vậy nếu như hai người mà kết hôn thì phải tính kỹ lại gia dế, nói cho bà biết. Ông của anh ta là cháu ngoại của chị, chị lại là bà dì của chính chồng mình. Cô nói linh tinh gì thế hả? Đây là chỗ này. Chào Ngô Tổng, mời vào. Chào Ngô Tổng, xin mời. Khá quá nhỉ, sản nghiệp to thế này. Nào, vào trong ngồi đi. Nào nào, ngồi đi. Mới mở một nhà hàng, đúng lúc hai người tới luôn đó. Có thể đóng góp ý kiến cho tôi, kiểm định chất lượng luôn. Này, uống nước đi. Nào nào. Cảm ơn. Vụ xem mắt hôm nay kết quả thế nào rồi? Chỉ làm cho có thôi, không có cửa. Tôi nói cho anh nghe, vấn đề lớn nhất của xem mắt là ở hai người không hề quen nhau, không có cơ sở tình cảm. Vừa đến đã phơi ra hết điều kiện, nói anh không hợp, tôi có hợp không? Thế đâu phải tìm đối tượng. Tôi nghĩ muốn tìm đối tượng thì phải là thanh mai trúc mã, phải không nào? Tôi thấy đi xem mắt cũng tốt. Một là có thể mở rộng quan hệ với nhau, hai là còn có phụ huynh kiểm định giùm, nên thông thường nhân phẩm của đối phương đều không vấn đề gì hết. Không thể nói như vậy được, dù sao hai người cũng không quen nhau, nhớ thì sao? Chẳng phải kiểm định nhân phẩm chính là ý nghĩa của việc xem mắt hay sao? Thế tôi hỏi anh nhé. Cảm ơn. Anh nói xem, anh có thể chấp nhận. Cảm ơn. Anh có thể chấp nhận chuyện anh và người yêu yêu xa hay không? Thì là cái kiểu hơi xa một chút đó. Không ngại. Vậy anh có bằng lòng theo chân người yêu đến thành phố quấy ở, từ bỏ sự nghiệp đang phát triển của mình hay không? Chỉ cần là vàng thì đi đâu cũng sẽ tỏa sáng thôi, không thành vấn đề. Cô mau ăn đi. Là một ly, là một ly. Nào nào, là một ly, là một chén đi. Nào nào, cảm ơn. Mới sáng ra đã chặt bao nhiêu củi, cô được quá nhỉ? Tôi thấy sống ở đây cũng rất là thích. Phải đấy, tôi thấy cô ở đây cũng vui, quên lối về luôn rồi. Không muốn về nữa đúng không? Vì dưỡng lão có quá tam sản rồi, tôi cuốn làm gì chứ? Mà hơn nữa, tôi vẫn muốn đưa chị về. Cô không sợ phải thất vọng mà? Tới ngày đó thật thì tính sao? Tóm lại, được ở với chị thêm ngày nào thì hay ngày đấy. Nghe nói buồn quá. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cùng về được thôi. Chuyện này à? Nếu chị với Ngô Dân mà thành một đôi thật thì cũng tốt. Cô đánh giá cao anh ấy thế cơ à? Người ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi, còn chung thủy, sao lại không được? Và hơn nữa, người ta còn sẵn lòng hy sinh vì chị. Tôi nói chị nghe, chị đừng có hối hận. Chuyện này tôi suy nghĩ thì được ích gì chứ? Anh ta cũng chỉ dẫn chúng ta đi ăn một bữa thôi, chẳng nhắc đến chuyện gì. Thể diện không thay được lương khô đâu. Tôi cho chị biết, đến lúc đó đừng có mà khóc nha. Tùy duyên thôi. Vẫn còn một đối tượng xem mắt cuối cùng. Gặp anh ta xong, có thành công hay là không, tôi cũng xong nhiệm vụ rồi. Ngô Dân, sao anh lại ở đây? Sao vậy? Tôi không thể là đối tượng xem mắt một lần hay sao? Quá ra người cuối cùng là anh à? Tôi khá tự tin, cho nên không lo xuất hiện muộn. Bảo sao lúc ở trước mặt của Diệp tiểu muội, anh lại hết lòng khen ngợi chuyện xem mắt này? Quá ra là đang lót đường cho mình. Tôi nói cho cô nghe, tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được mẹ của cô giúp tôi giữ bí mật. Anh mua chuộc cả mẹ tôi hay sao? Thế nào là mua chuộc? Điều kiện mẹ của cô nêu ra chỉ có tôi mới làm được thôi. Điều kiện gì?
kết hôn, thuyết phục cô ở lại quê. Đây là kết quả khám sức khỏe mới đây của mẹ cô. Ba cao, huyết quản não còn có chút bệnh vặt. Nhưng mà cô đừng lo lắng, bố mẹ của chúng ta đều già đi. Trong khoảng thời gian chúng ta khó bề tưởng tượng. Chỉ là chúng ta chưa đủ quan tâm tới họ thôi, cho nên mới không cảm nhận được. Ông của tôi nhìn cũng khỏe mạnh lắm, nhưng mà cũng bệnh tật khắp người thôi. Nhưng mà tôi, sức khỏe của mẹ tôi luôn tốt mà. Rõ ràng bà ấy rất khỏe. Sao tự dưng lại? Tiểu Tuệ, cô đừng sốt sắng. Không có sao hết. Hầu hết người cao tuổi trong trấn chúng ta đều như vậy hết. Con cái đều không có ở bên, cho nên chỉ có thể trợ giúp lẫn nhau. Lớp trẻ chúng ta nên đặt sự nghiệp lên trên hết. Tôi công nhận. Nhưng mà những người cao tuổi này cũng cô đơn quá, cho nên tôi muốn làm gì đó cho bọn họ. Anh muốn làm gì? Chỗ của chúng ta non xanh nước biếc, giao thông thuận tiện, vật giá cũng không cao, rất phù hợp để dưỡng lão. Tôi là đang suy nghĩ làm thế nào để khiến cho ngành dưỡng lão kết hợp cùng với ngành du lịch. Đó là một khoản đầu tư rất lớn. Đúng. Cho nên tôi đã nói chuyện với lãnh đạo của cục dân chính. Bọn họ rất ủng hộ ý tưởng của tôi. Nhưng mà bây giờ tôi đang gặp một vấn đề. Tôi chỉ có kinh nghiệm trong ngành ẩm thực, ngành du lịch, ngành dưỡng lão tôi chẳng biết chút gì cả. Tiểu Tuệ à, cô có bằng lòng tới giúp tôi hay không? Rốt cuộc anh đến để xem mắt hay là tuyển người vậy? Hai chuyện này thực chất đều là cùng một việc mà. Cô xem hàng quán ở đây toàn là vợ chồng mở chung. Lời xưa nói miệng của đàn ông là con ma lừa người là có lý hết. Chẳng biết hôm qua ai vừa nói tôi sẽ vì người yêu mà đến thành phố của ấy ở. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Tiểu Tuệ chuyển đến đây chẳng phải cũng là theo chân người yêu hay sao? Tới hôm qua ai còn nói tôi sẽ vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp đang phát triển. Đúng rồi. Bây giờ Tiểu Tuệ là diện phó, sự nghiệp của cô ấy đang tốt như vậy. Tôi nói cho anh nghe, anh có biết tôi đã nói tốt biết bao nhiêu điều về anh hay không? Tôi thật sự, level của chúng ta khác nhau mà. Level gì đấy? Lại nói về game hay sao? Rượu đến rồi đây, toàn là mấy món ăn gia đình. Rượu đến rồi đây, ông.